Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ tiếp tục thông tin đến quý khán giả những tin tức liên quan đến cẩu Gò Công và những tin tức khác ha cả nhà. Và như thường lệ, Xuân Mỹ sẽ vào kênh Hồ Văn Cường Official để nhìn lại kênh và thông tin để mọi người cùng ủng hộ cẩu Gò Công ha. Đây 137.000 sub nha cả nhà. Mong là mọi người hãy tiếp tục vận động người quen, người thân, nói chung là bạn bè, đồng nghiệp, đồng hương, nhân dịp đi show, vận động những người mới ở Đà Nẵng. Như Xuân Mỹ thấy là nghe có một số anh chị bảo là đi vào quán ăn thì nhân viên ở quán cũng ủng hộ, đăng ký ủng hộ cũ Gò Công ha cả nhà. Đó, những cái bài hát, bài cổng mẹ hôm nay thì vẫn là 5.9 triệu, chưa lên 6 triệu nha cả nhà. Cổng mẹ vẫn là 5.9 triệu nè cả nhà, vẫn là 5.9 triệu ha cả nhà. Cả nhà tiếp tục ủng hộ của Gò Công ha. Sau show diễn live show mini show của Cường ở Đà Nẵng thành công thì hy vọng là kênh cũng sẽ được nhiều người biết đến nữa. Cũng là nhờ đông đảo fan của Cường xa gần ngày ngày mở nghe nhạc để tăng cái tương tác giữa kênh với khán giả ha cả nhà. Rồi thông tin sẽ được chuyển sang trang Đại học Hoa Sen, trang fanpage của Đại học Hoa Sen. Có một cái tin sinh viên Hoa Sen cùng trao đổi với đạo diễn Aaron Toronto và biên kịch Nhã Quyên nói về sự thật xuyên thấu tâm hồn. Workshop này được với tựa đề là sử dụng trải nghiệm cuộc sống làm chất liệu cho điện ảnh. Tại Đại học Hoa Sen có sự tham dự của đạo diễn Aaron Toronto và biên kịch Nhã Quyên. Đạo diễn Aaron Toronto là đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Đêm Tối Rực Rỡ, Em Chưa 18, Truy Sát, Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể. Ông cũng là nhà sáng lập Daylight Production và nhóm kịch Dayron Twitter và từng nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất giải Ngôi Sao Xanh phim Đêm Tối Rực Rỡ. Biên kịch Nhã Quyên cũng là nhà biên kịch, nhà sản xuất, diễn viên phim Đêm Tối Rực Rỡ, Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể, Ngày Nay, Thanh Sói. Các bạn đã có cơ hội được chia sẻ về nguyên tắc của sự sáng tạo dựa trên sự thật, kỹ năng thêm vốn vào tác phẩm cũng như sự tài hoa của hai phần âm, ý nghĩa của câu chuyện Dương. Câu chuyện đang kể về kỹ thuật làm phim. Bên cạnh đó, anh chị cũng chia sẻ rằng trải nghiệm mạnh mẽ nhất là trải nghiệm của chính mình qua hành trình đi tìm vốn sống của các anh chị. Các bạn cũng được trải nghiệm quan sát, tưởng tượng, sắp xếp để sáng tạo ra những ý tưởng mới. Case Study Đêm Tối Rực Rỡ được hai diễn giả phân tích để làm rõ về kỹ thuật mà họ dùng, kỹ thuật để truyền tải những trải nghiệm vốn sống của bản thân đến với khán giả một cách tuyệt vời nhất. Chị Nhã Quyên tâm sự rằng Đêm Tối Rực Rỡ là tất cả những tiếng lòng của chị, những gì chị thật sự trải qua trong cuộc sống và phải bằng tất cả tâm huyết cho nên mang nó đến với khán giả. Ngành quản trị công nghệ truyền thông và ngành phim gửi lời cảm ơn chân thành đến đạo diễn Aaron Toronto, biên kịch Nhã Quyên cùng ekip hỗ trợ cho sinh viên Hoa Sen một buổi chiều cuối tuần thật ý nghĩa. Đó là chương trình, một trong những cái hoạt động workshop, là một trong những hoạt động mà trường Đại học Hoa Sen thường xuyên tổ chức cho sinh viên cả nhà. Và xem đây là một phần trong cái phần thực hành của các bạn sinh viên. Nó cũng tính vào tín chỉ học phần nha cả nhà, và những cái điểm để học bổng cả nhà. Hình ảnh tại buổi workshop. Đây là đạo diễn Aaron Toronto, phần chia sẻ của các bạn sinh viên. Hôm trước thì Xuân Mỹ cũng có nói với cả nhà, Xuân Mỹ có một anh đồng nghiệp cũ đó, thì con ảnh cũng tốt nghiệp ngành quản trị công nghệ truyền thông của Đại học Hoa Sen và vào làm đậu, thi tuyển đậu vào cảng Sài Gòn ha cả nhà. Đó là thông tin của một hoạt động workshop. Giờ xin Xuân Mỹ xin giới thiệu cho cả nhà một gương mặt. Nếu như Cường tài năng ở ca hát thì Lâm Võ Minh Quân là một sinh viên xuất sắc của ngành marketing. Đối với Lâm Võ Minh Quân, ước mơ vươn tới những điều tuyệt vời và đạt được học bổng tài năng của Đại học Hoa Sen hình thành từ rất sớm, ngay từ năm lớp 10. Minh Quân đã được
đã chuẩn bị kế hoạch săn học bổng mục tiêu to lớn là một thách thức vừa là động lực giúp Minh Quân chăm chỉ, nỗ lực rèn luyện những thói quen tốt, kỷ luật tốt cho bản thân. Minh Quân chia sẻ thêm, người đồng hành trên con đường tạo ra giá trị của bản thân của bạn chính là gia đình. Dù gia đình không khá giả nhưng chính tình yêu thương và trí tuệ của bố mẹ vun đắp nên một Minh Quân ngày hôm nay kiên cường, bản lĩnh và luôn hướng về những điều tử tế. Nhắc lại về những kỷ niệm, những ngày tháng kiên trì với mục tiêu học bổng, Quân đã luôn hỏi bản thân rằng nếu không giành được suất học bổng này thì sao nhỉ? Có rất nhiều phương án đã được đề ra nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm. Một khi đã nỗ lực hết mình, bạn sẽ không thể nuối tiếc về kết quả. Bạn chỉ nuối tiếc vì những điều mình không làm, những điều nhưng không nuối tiếc về những điều mình đã làm. Đây là bạn Lâm Võ Minh Quân. Sinh viên ngành marketing được học bổng tài năng 50%, học bổng giải ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố IELTS 7.5, trưởng ban tổ chức chương trình khởi của ngành marketing và digital marketing chung khoa với cậu Út Gò Công đó cả nhà. Bạn này cũng có một cái niềm tin mãnh liệt vào hành động, tức là nếu không làm thì mới nên nuối tiếc, chứ còn nếu mà đã làm thì không có gì nuối tiếc. Bạn này nỗ lực trong học tập thì Cường cũng nỗ lực trong cái niềm đam mê ca hát của mình, đúng không cả nhà? Hồi những cái thước phim tư liệu sau khi em đạt giải quán quân đó cả nhà, thấy những hình ảnh sau buổi học thì có một cái quyển tập chép bài hát rồi ra hiên nhà ngồi học hát suốt trong những năm học ở tiểu học thì ở quê, và khi mà được giải quán quân thì lại tiếp tục nỗ lực vững vàng trên sân khấu, và ngày nay thì có những show diễn thành công rực rỡ. Trở lại nhà mình thì cũng sau show diễn ở Đà Nẵng thì Cường đã hẹn ngày 8 tháng 4 gặp mọi người với cái hình ảnh rất dễ thương ha cả nhà. Đó, và bây giờ thì Xuân Mỹ vào May Đà Nẵng, May lang thang Đà Nẵng để xem cái sơ đồ vé như thế nào ha. Vé cũng đã tô màu xám rất nhiều rồi nè cả nhà thấy không. Vé VIP mà 1 triệu thì còn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 vé thôi ha. Còn loại loại 850 nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51. Loại 650, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59 cả nhà. 59 vé hồng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, cộng với 2, 4, 5, 8, 13 nữa. Ôi, cũng còn không có nhiêu vé nha cả nhà. Hôm nay thì 27 rồi, còn có hơn 1 tuần nữa. Hơn 1 tuần nữa nha cả nhà. 2 tuần, coi như là 2 tuần đi. À, 196 vé, chưa tới 200 nha cả nhà. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin đọc số điện thoại của show Cường nè. Số điện thoại hotline của May Lang Thang Đà Lạt 0912946549, 0912966549.
Show 8 tháng 4 ha cả nhà, ai muốn đặt vé thì gọi hotline, ai không sử dụng Facebook thì gọi cho Xuân Mỹ. Xuân Mỹ kết nối với các bạn FC miền Nam để đặt ha. Số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109. Giá vé ở show Đà Lạt cao nhất là 1 triệu, rồi đến 850, 650 và 450 ha cả nhà. Bốn loại vé này vẫn còn, nhanh tay đặt vé đi ha cả nhà. Rồi sau show thì ở các cái khán giả ở trang Hồ Văn Cường Fan Club cũng chia sẻ nhiều hình ảnh. Một chị cũng chia sẻ trên trang Fan Club, đố mọi người Cường đang cầm cái gì trên tay cả nhà, cầm một cái tờ giấy gì nhỏ nhỏ trên tay. Mọi người cùng đoán xem cầm cái gì. Nhưng mà nhân vật chính chụp tấm hình này thì phải bật mí mới được ha cả nhà, chứ tấm ảnh nhỏ, cái tờ giấy nhỏ xíu à, không biết là viết cái gì. Còn bạn admin của quản trị của FC miền Nam thì cười tỉm tỉm. Bạn Dương Phúc bên phải nè cả nhà cười mím chi cọp, không biết là cười gì ha cả nhà. Đó, những cái hình ảnh rất là dễ thương. Đây nữa nè, nhiều khán giả dễ thương không cả nhà. Rồi có fan đăng chiếc video clip các bạn nhân viên trong quán dây quanh Cường đi chụp hình, dây quanh Cường luôn cả nhà. Có một em gái câu tay của Cường luôn. Đó, tấn công luôn. Vui không cả nhà? Với Xuân Mỹ thì mỗi show diễn á, nhìn thấy show diễn thành công là mừng cho cổ Gò Công. Show diễn thì có fan đông đảo, fan ủng hộ, đi ủng hộ là mình rất là vui. Nhưng mà những cái gì mà Xuân Mỹ nói lên, tâm tư suy nghĩ quan điểm của mình, cũng tất cả cũng chỉ mong mọi người tốt hơn, tức là tất cả cũng chỉ mong hoạt động của đội ngũ xanh đột chuối ngày càng mạnh mẽ tốt hơn. Lời khuyên của một người dành cho mình mà để cho mình tốt hơn thì nên nghe hay không nên nghe mọi người, cái đó là tùy mọi người suy nghĩ ha. Nhưng mà với Xuân Mỹ có đóng góp gì, có ý kiến gì thì cũng cốt ý là để cho mọi người tốt hơn, sang lên hơn, lịch sự hơn lên, thì tùy mọi người có muốn lắng nghe hay không. Khi mà người ta có ý tốt cho mình, còn lại thì không có ra thể hiện chỉ đại hay là moi móc gì ở đây, bởi vì moi móc ra cũng chả có lợi ích gì cho Xuân Mỹ. Xuân Mỹ nói tất cả là lợi ích gì cái cậu Út Gò Công này, cái cậu thanh niên áo trắng đang ngồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy cười mỉm mỉm này. Chứ không có vì lợi ích của ai khác, mà cũng không vì lợi ích của Xuân Mỹ moi móc ra cũng chả được lợi ích gì. Mà tất cả những cái gì mà Xuân Mỹ nhìn thấy, Xuân Mỹ đưa lên video và muốn đóng góp, có ý kiến đóng góp cho mọi người, tất cả tụ chung lại cũng muốn cho mọi người đẹp hơn, sang hơn, lịch sự hơn, nhìn xịn mịn hơn thôi. Đó, những chiếc show thành công, cậu Út Gò Công đã phấn đấu nỗ lực làm chủ được sân khấu khi mà đứng show một mình không có anh Sơn. Thì về phía fan mình cũng phải phấn đấu làm như thế nào đó cho lịch sự hơn, để cho không chỉ là trong mắt những fan khác mà trong mắt của mọi người, trong mắt của mọi người bên ngoài nhìn vào người ta khen mình. Đó là cái ý của Xuân Mỹ, muốn cho mọi người tốt hơn thôi. Ai mà người ta khuyên mình cho mình tốt hơn, người ta gợi ý cho mình để mình lịch sự hơn, sang xịn hơn thì mình có nghe hay không đó là do mình. Chứ còn mình đừng có quay lại mình đáp trả rằng là Xuân Mỹ không đi show thì không được lên tiếng, không đi show thì không được nói gì hết. Đó là không, đó là cái cảm nghĩ của cái một vài người thôi. Nhưng mà theo Xuân Mỹ thì Xuân Mỹ thấy những cái gì tốt thì Xuân Mỹ khen, những cái gì chưa được Xuân Mỹ góp ý để cho người ta tốt hơn, chứ không phải góp ý để dìm người ta xuống. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau ha cả nhà, nó không phải là bơi móc, mà là thấy những cái gì chưa đẹp thì mình nói thôi.
ai lắng nghe để khắc phục, để đẹp hơn thì lắng nghe, không thì thôi không sao hết. Nhưng mà với cái nhìn của Xuân Mỹ thấy chưa được thì nói chưa được cả nhà, quan điểm là vậy. À, còn Xuân Mỹ thì luôn luôn theo dõi và ủng hộ cái nhân vật này, nhân vật áo trắng này. Tất cả Xuân Mỹ làm điều gì bạn ấy cả nhà, điều gì bạn ấy. Còn mọi người có nghe Xuân Mỹ hay không thì là tùy mọi người, nhưng mà khi mà được bạn ấy nghe, bạn ấy phản ứng như thế nào khi mà mình nói về bạn ấy, đó mới là quan trọng cả nhà. Tất cả mọi cái video của Xuân Mỹ hay của mọi người làm về bạn ấy đều xem đó, chứ không phải là không xem. Và có những cái cảm nhận, có những cái nhận xét Xuân Mỹ biết được. Nhưng mà tùy tùy mọi người có lắng nghe Xuân Mỹ nói hay không, có chịu nghe góp ý của Xuân Mỹ để làm cho mình đẹp hơn, sang hơn hay không thì tùy mọi người. Nhưng mà Xuân Mỹ không có mục đích nói nhằm, cũng không không soi mói mọi người, và cũng không có nhằm thể hiện mình là chị đại, chị bự, chị đa, chị đề gì đây hết. Mà Xuân Mỹ chỉ với vai trò là một người làm truyền thông, làm cầu nối, đưa tin tất cả mọi hoạt động đến với khán giả xa gần để nắm bắt được những tin tức trong và ngoài nước, thế thôi cả nhà. Rồi cả nhà mình hãy tiếp tục ủng hộ show diễn của May Đà Lạt ha. Đó là thông tin mà Xuân Mỹ muốn gửi về khán giả liên quan đến cậu Út Gò Công. Còn nhiều cái chi tiết Xuân Mỹ sẽ từ từ cho cả nhà biết. Có một cái tấm hình này, có một tấm hình này Xuân Mỹ muốn cũng một chị trong fan club đăng. Có một chị trong fan club đăng, và có một chị là Theo Cường đây cả nhà. Chị này hôm bữa Xuân Mỹ thấy chị ngồi chị xem rất là nè, 2017 2023 6 năm theo dõi con. Chị đi show Đà Nẵng cái chị này nè, lúc mà Xuân Mỹ thấy camera lia xuống á, chỉ ngồi chỉ chăm chú chỉ lắng nghe con hát và vỗ tay cả nhà, rất dễ thương đó. Theo đuổi cô Duyên gì tên gì chị khán giả viết ở trong cái tút Mai Trâm Trâm Mai gì đó. Đó cả nhà, đó những fan rất dễ thương theo dõi từ nhỏ. Thì Xuân Mỹ cũng vậy thôi, Xuân Mỹ cũng trên tinh thần là theo dõi Út Cường, điểm điểm những cái tin tức liên quan đến Út Cường chứ không nhằm vào một ai khác cả nhà. Tất cả những gì xoay quanh câu chuyện của Cường, Xuân Mỹ nói đều gì tốt cho Cường và muốn mọi người tốt hơn, sang hơn, xịn hơn thôi, chứ không có. Còn mọi người lắng nghe hay không là quyền của mọi người. Đưa ra ý tốt là đó là quan điểm của Xuân Mỹ, còn lắng nghe hay không là mọi người, quyền của mọi người, Xuân Mỹ không có ý kiến ha. Rồi bây giờ chuyển sang tin tức mạng xã hội. Mấy ngày nay trên mạng thì xôn xao video clip một cháu bé nghi bị cha nghi bị ép hút ma túy đá, thì hôm nay công an đã tạm giữ mẹ ruột và cha dượng. Vụ việc được chi tiết như sau. Đây được xuống mấy Bị ép hút đá, tạm giữ mẹ ruột và cha dượng. Ngày 26 tháng 3, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ lấy lời khai đối với Lê Văn Bậm 44 tuổi và Nguyễn Thảo Nguyên 23 tuổi, được cho là cha dượng và mẹ ruột cháu bé trong 23 clip tuổi. nghi bị ép hút ma túy đá khiến dư luận phẫn nộ. Cháu bé 3 làm tuổi việc hả với cả cơ quan nhà? điều tra, bước đầu cả hai khai nhận vụ việc chỉ là do đùa giỡn chứ không có ý định làm hại gì đến bé. Nguyên khóc cho rằng bé là con ruột của mình, không có cố ý làm tổn thương con và mong muốn bé không bị tách khỏi mẹ. Bậm là người sống như vợ chồng với Nguyên. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Đức Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng ma túy đá là chất cấm, gây nguy hại rất lớn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người sử dụng, nhất là đối với trẻ em. Do đó, nếu bé trai bị ép sử dụng ma túy đá thì hành vi này đã xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm sinh lý và sự phát triển của cháu bé, đặc biệt là khi cháu bé vẫn còn quá nhỏ, mới khoảng 3 tuổi.
và vụ việc đã có dấu hiệu của tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội đối với người dưới 13 tuổi, có khung hình phạt là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm điểm C khoản 3 điều 257 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngoài ra, người phạm tội này còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng cần xác minh, làm rõ có hay không các hành vi bạo hành, đối xử tàn ác đối với bé trai để xem xét và xử lý về tội hành hạ người khác nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, có khung hình phạt là phạt tù từ 1 năm đến 3 năm, điểm A khoản 2 điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. Vụ cháu bé nghi bị... cả nhà, rất là đau lòng ha, mẹ ruột với nhân tình. Kêu cháu bé hít thử là một loại ma túy đá. Ma túy đá đã nói là ma túy thì là ma túy, loại nào thì cũng ảnh hưởng tới thần kinh cả nhà, mà nhất là những cái đứa trẻ non nớt, bộ não nó chưa có hoàn thiện mà hả rơi vào cái cảnh này thì cuộc đời của nó sẽ sau này sẽ rất là thảm ha cả nhà. Một lần thử thôi thì có thể là nó sẽ gây nghiện, và thằng bé này có thể sau này nó sẽ trở thành con nghiện. Cho nên là hoan nghênh cơ quan chức năng đã tạm giữ và Xuân Mỹ nghĩ xử lý nghiêm những trường hợp mà mẹ ruột để cho cha dượng bạo hành nè, và làm những cái việc trái luân thường đạo lý với con ruột của mình. Càng phải xử lý nghiêm những người mẹ ruột đã vô tâm vô mà để cho con mình rơi vào những cái cảnh như thế này. Đó là thông tin cũng liên quan đến cháu bé 3 tuổi nghi bị bắt sử dụng ma túy. Còn bây giờ thì Xuân Mỹ tiếp tục cho cả nhà xem trên báo Tiền Phong diễn biến liên quan đến vụ liên quan đến Hằng Ni. Hằng Ni đã bị khởi tố và bị bắt từ đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì luật sư Nguyễn Văn Trung, chủ nhiệm đoàn luật sư của Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận là đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tạm đình chỉ tư cách luật sư đối với bà Đặng Thị Hằng Ni, sinh năm 77, do Hằng Ni đang là bị can trong vụ án mà cơ quan công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Và chủ nhiệm đoàn luật sư cũng cho biết thêm việc tạm đình chỉ tư cách đối với Hằng Ni là tạm thời, đoàn luật sư sẽ có quyết định cuối cùng khi có kết luận của cơ quan thẩm quyền. Và quyết định này được đưa ra sau khi kết thúc cuộc họp ngày 24 tháng 3 của ban chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ của Hằng Ni. Hằng Ni là luật sư, nhưng mà có trước đây khi vụ việc của bà Hằng diễn ra thì Hằng Ni đã thường xuyên lên YouTube và trên Facebook đăng nhiều cái thông tin nhằm vào quỹ Hằng Hữu và nhằm vào hoạt động từ thiện của Đại Nam, hoạt động thuế của Đại Nam cả nhà. Và lúc đó thì dư luận cho rằng Hằng Ni không thể nào vừa là nhà báo, tức là công nhân viên chức của nhà nước á, thì không được làm luật sư. Nhưng mà theo thông tin mà Xuân Mỹ nắm được thì Hằng Ni chỉ là hợp đồng, là nhân viên hợp đồng của báo Sài Gòn Giải Phóng thôi nha cả nhà, chứ không phải là viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là nhân viên hợp đồng, nhân viên hợp đồng thì không có nằm trong biên chế nhà nước, cho nên là có thể vừa làm, có thể là được làm luật sư và viết báo. Nhưng mà tiếc thay cho một người biết luật nhưng mà vẫn phạm luật, thì mong là cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh sớm giải quyết vụ việc liên quan đến bà Đại Nam, giải quyết rốt ráo cả nhà, để xử lý xong. Nó cũng là một bài học răn đe cho những người khác. Mạng xã hội thì là mạng ảo nhưng mà luật là thật, cái gì cũng phải theo luật, không ai có thể ngồi xổm trên pháp luật được, và không ai có thể ngồi đó tuyên truyền hay là bịa đặt xuyên tạc, vu khống những cá nhân, những tổ chức cá nhân khác khi mình chưa có chứng cứ trong tay. Xuân Mỹ là mong mọi người hãy hết sức cẩn trọng. Rồi bây giờ thì trở lại may lang thang Đà Lạt để chuẩn bị xem show Hồ Văn Cường 8 tháng 4. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ. Wow, có khách mời Jack Long rồi nè cả nhà ơi. Tăng 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 tăng. Wow, tin mới nha, tin mới, mới cái đợt luôn, mây lang thang mới đổi,
mới đổi cái backdrop. Như vậy là thêm một lần nữa Jack Long được làm khách mời trong show 8 tháng 4 với Hồ Văn Cường nha. Và cả nhà ơi, nhanh tay ai thích giọng ca của Jack Long vừa rồi ở show 18 tháng 3 thì nhanh tay đặt vé ha. Giờ Xuân Mỹ đặt vé, đọc số đặt vé của Đà Lạt nè: 0912946549, 0912966549. Nhanh tay đặt vé nha cả nhà. Rồi có sự xuất hiện của Jack Long, tăng 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 tăng, nhanh lên đặt vé đi, ủng hộ của Út Gò Công cùng ca sĩ Jack Long, một người con đất An Giang, châu đốc An Giang, cũng có niềm đam mê ca hát trữ tình, và hiện nay cũng là được may mời làm khách mời cho show của Cường. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã cùng ủng hộ Xuân Mỹ, cảm ơn mọi người đã dõi theo từng bước chân của Út Gò Công. Ai chưa bấm đăng ký kênh Xuân Mỹ thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha cả nhà. Chào cả nhà, chúc cả nhà có buổi trưa ngon miệng. Xin chào ạ.